Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đặc biệt là rất nhiều các anh hoặc các em trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để cái hình đăng tin tìm vợ, đặc biệt là tìm người thân. Nhưng mới đây là 2-3 ngày liên tiếp, đặc biệt anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình rất nhiều thông tin các anh phải nói là cũng tương đối lớn tuổi, trung trung rồi, khoảng 40-50 về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm, phải nói là tìm nhân tình. Đến giờ phút này thì chắc chắn cái câu chuyện là không phải các chị em phụ nữ mà bị sập bẫy, bị trai lừa đâu các bạn. Rất nhiều người đàn ông phải nói là rất tỉnh táo, cao thủ võ lâm đấy, nhưng mà vẫn bị một số nữ yêu quái lừa. Nhưng đây hôm nay câu chuyện tiếp theo này đảo ngược lại, là một câu chuyện đến giờ phút này bây giờ là 11:30 trưa rồi. Đó, anh em tiếp tục ghi nhận được một chị gái hiện nay đang sinh sống ở một nơi rất xa. Vì vậy bây giờ chị cũng còn đang có công việc dang dở và còn các con còn đang học. Cho nên thực sự hôm nay chị cũng phải cố gắng hết sức để lấy đủ cam đảm. Vì vậy hôm nay lên ghi hình, hy vọng là các cô chú anh chị chia sẻ và thông cảm với câu chuyện này cho chị. Vì nó đúng là ai thì cũng mong muốn có nhu cầu hạnh phúc, đúng không ạ? Già thì hạnh phúc già, mà trẻ thì hạnh phúc trẻ. Không ai nghĩ rằng một cái cuộc tình mà không đi đến đâu mà mình bị lừa, một cái kết phải nói là không có hậu. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào chị gái. Chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như tất cả các cô chú anh chị đang xem trên các kênh anh em hiệp sĩ Bình Dương biết được chị tên gì? Dạ mình tên thôi. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Chị Thanh nha. Dạ. Chị thân như năm nay mình được mấy mươi rồi? Hôm dạ hôm nay em 49. 49 dạ. À? Là 49 đúng luôn hả? Dạ 49 luôn, sinh năm 1975. Ở 75-49 à. Mình nguyên quán gốc ở đâu chị? Em nguyên quán Hóc Môn, ở quận 12. Quận 12 Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh hả? À? Dạ. Chị cho hỏi trước đây là mình có chồng có con chưa? Có chồng được hai đứa con gái. Hai con gái hả? Con chị năm nay lớn chưa? Con nó lớn học lớp 12, đứa nhỏ thì chuẩn bị lên lớp 10. Vì vậy cho nên là em nghe được mang máng là chị là con gái đang học. Dạ. Chân sợ con gái chị đôi khi là cũng hơi ngại ngại. Dạ. Bởi vì không ai mong muốn là mẹ mình bị vậy. Thì em cũng xin phép chia sẻ với chị để kêu chị là bịt khẩu trang để cho mọi người có thể là đỡ thấy, có thể là để con gái chị cũng đỡ ngại với các bạn. Dạ. Bởi câu chuyện này thực sự là rất bức xúc đúng không? Dạ. Ừ. Chị chẳng biết là trước đây là mình ly hôn chồng lâu chưa? Ly hôn là chồng 3 năm. Gần 3 năm hả? Dạ, gần 3 năm. Thế là đến giờ phút này là chị hiện nay là chị quen cái người đàn ông mà chị đang cho rằng là ông ta đã đang dụ dỗ để lừa tình và lừa tiền của chị ấy, là chị quen lâu chưa? Quen hôm tháng 2 là năm 2003. 23. Dạ. Vậy đến giờ phút là hơn 1 năm rồi hả? Dạ hơn 1 năm. Tháng 10 là kết thúc. Quen từ tháng 2 đến tháng 10 kết xúc. Tháng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là 8 tháng, là tổng cộng là 8 tháng là cái mối tình kết thúc. Chị quen là quen ở đâu? Mình là TikTok. TikTok hả? TikTok của anh ta là tên là gì? Hữu Khánh. Hữu Khánh hả? Hữu Khánh. Tên thật là Khánh. Nguyễn Hữu Khánh. Nguyễn Hữu Khánh. Dạ, trong TikTok để là Nguyễn Hữu Khánh. Theo chị ước lượng, đầu tiên là chưa biết nhau, chưa gặp nhau, chị ước lượng là cái người đàn ông mà Nguyễn Hữu Khánh này trên TikTok là Hữu Khánh. Dạ. Là khoảng nhiêu tuổi theo chị ước lượng? Thì nghe nói là ảnh tuổi mùi 50 mấy tuổi á. Tuổi mùi à? Tuổi mùi là năm mấy, là sinh năm mấy? Sáu mấy? Tí xỉu dần mão thìn tị ngọ. Tuổi mùi là năm mấy? Năm lúc đó ông nói 58, 59 gì đó. 58, 59 à? Theo chị, nhưng mà đến khi mà chị gặp mặt được chị nhìn là có đúng khoảng tuổi không? Hơn tuổi. Hơn tuổi là khoảng sáu mấy hả? Dạ, sáu mấy, ngoài 60 tuổi nè. Sáu mấy là cũng lớn tuổi đó. Chị mới có 4 mấy à. Mà em nói thật là nhìn chị là một người phụ nữ có thể là rất hiền hậu. Em không có khen đâu, mà em nói rất chân tình. Sống thật tình. Nhìn rất thật tình. Tin tưởng. Có lẽ là chị thiếu thốn tình cảm trong cái quãng thời gian là mình ly hôn chồng, đúng không? Mình mong muốn là tìm được một người bạn, gọi là trước mắt là bạn, sau đó là một người đàn ông tri kỷ và có thể là sống với nhau, đúng không? Thế là chị quen anh ta là ai, là hẹn ai gặp ai, hay là anh ta chủ động hẹn chị? Đó là anh ta tới nhà chứ chị không hẹn. Chủ động mà hẹn. Dạ, nên là không chỉ nhà cửa gì hết mà anh ta buôn tìm. Bán ghé sửng sốt luôn, nói chung là không biết. Nói chung là mình hoảng luôn. Dạ, tới mình, nhưng mà mình không bao giờ chỉ nhà mà anh tới. Tới cho đồ, cho cua, cho tôm, đó, cũng chơi mà, ghé chơi mà. Theo chị. Thôi. Theo chị là anh ta buôn bán hay là anh ta đi mua, giả bộ là anh ta cho. Nghe nói là anh ta lấy cua lên bỏ mối trên này. Nhưng bỏ mà thực mối. Sự là mối thật hay không chị không biết. Không biết. Tên là Nguyễn Hữu Khánh. Nguyễn Hữu Khánh. TikTok là Hữu Khánh, Cà Mau. Cà Mau, Sóc Trăng. Quê Sóc Trăng, nhưng mà nói là lấy cua Cà Mau. Lấy cua Cà Mau với lại
Khi anh ta đến nhà chị là anh ta đi bằng phương tiện gì, xe gì? Xe máy, quay nhẹ như quay Alpha, màu quay 110 màu đỏ. Quay màu thời cũ, xưa. Cũ. Quay thời xưa đấy đúng không? Thời xưa. Quay thời mà 20 mấy hả? Dạ dạ. Okay. À, màu đỏ, xe màu biển cũ. Số mấy chị có nhớ không? Không nhớ. Mà xe mới thì nhớ, xe mới mua sau này thì có đưa bảng số thì nhớ, xe bù chờ nữa đó. Ấy, rồi cho em hỏi này. Vậy là anh ta là có hứa hẹn với gì chị không mà từ cái cuộc gặp đó? Không có hứa hẹn gì anh ta, chứ vô chỉ mượn tiền vô TikTok để biểu là những người bình luận trong TikTok á, xóa hết. Có là ai bình luận thì anh ta xóa hết. Xóa hết những người nam trong bình luận TikTok là cũng như là chút này kia đều xóa hết. Không thích cái gì phải xóa chứ, còn đừng bàn tới vụ kia. Là vụ mượn tiền là đừng bàn tới, là nói câu nói đó là mình biết rồi. Nhưng mà chị, nói chung là mình không xóa trong TikTok, người ta có nói gì đâu, mình phải xóa. Nói là ta chơi vui thôi, tình chơi chút vui thôi mà không thích. Rồi, phải làm theo ý của ổng. Chị cho em hỏi là cái cuộc gặp đầu tiên là anh ta cho cua và tôm nhiều không? Lúc đó cho mấy ký. Mấy ký luôn hả? Mấy ký. Lúc theo theo chị nhìn là tôm sống hay là tôm chết, hay là cua sống hay cua chết? Cua sống mà lúc đó khoảng 5 ký. 5 ký cua. 5 ký cua. 5 ký cua mà thế mà cua Cà Mau đấy đâu thực sự mà ông ta là nhỏ. Cua nhỏ. Cua nhỏ chắc 350 ký thôi. Nếu mua Cà Mau là 350. Ông nói với có trăm mấy. Trăm mấy à? Dạ, thì cứ cho trăm mấy. Dạ. 3 ký 5-700 ngàn đi. Dạ. Tôm nhiều tiền không? Chỗ khoảng nhiều theo chị. Tôm nó không phải là tôm mình, tôm ở đây bán có tôm càng mà theo dĩa đường dĩa hè bán có 100 ngàn ký. Tôm chết à? Tôm lại. Sống tôm lên đây chết rồi. Lên đây là chết rồi. Chết rồi. Tôm ngọt rồi hả? Tôm ngọt mình ốp đá. Ốp đá là ông mua tôm ngọt rồi. Nhưng mà cua này cua sống. Cua sống. Vậy riêng cua ấy là đặc biệt là các cô chú chị. Ai chưa ăn cua thì không biết, nhưng mà ăn rồi chắc chắn biết. Riêng cua ấy cua mà đã chết rồi ấy, là không ăn được. Cua buộc lòng phải sống. Còn sống quan trọng nhất là cua ở vùng nào, ngon hay dở là từng vùng, mà chuyển về vận chuyển là lâu hay không. Đó, còn cua mà đã ngõm rồi thì chỉ có dục thôi. Mỗi vỏ mà. Đó, em nói thật em ăn cua sành lắm. Cua dở lắm. Cua dở là khả năng không ông chắc, không, chắc bao giờ. Không chắc thịt. Không chắc thịt. Nếu thế này cua này ông lại mua ngoài chợ. Không chắc thịt. Ngoài đường á. Cũng bỏ trong thùng nước đá ổng ràng nhà băng keo lại. Băng keo cho mua ngoài đường. Dạ. Nhưng mà bỏ thùng xốp giá bộ là cua chuyển từ Cà Mau về để cho nó có giá trị hơn. Dạ. Vậy là lần đầu tiên mình gặp ông ta là mình quen trên TikTok, là mình trò chuyện, mình có nói chuyện qua Zalo. Có Zalo rất là nhiều, nhắn tin rất là nhiều. Nhắn hoài luôn. Từ 8 giờ nhắn tới 9, 8 giờ sáng nhắn nói tới 9 giờ. Đang thả câu. Lúc bây giờ ông ta có biết chị làm nghề gì không? Biết ông tới nhà biết buôn bán. Không, đầu tiên á, đầu tiên á. Biết không? Tại vì mình nói thật. TikTok là có quay cho chỗ bán hàng luôn. Đâu thấy nữa. Mình chỉ có chia sẻ là cuộc sống hôn nhân và các con không? Không, lúc đầu thì không nói, sau này hỏi mới nói. Nhưng đại loại là trên TikTok là có nói rõ ràng là hai đứa con gái cũng follow ra ngoài mới nói, nó xong xin Zalo mới nói là như vậy. Mới chia sẻ bên ngoài đúng không? Bên ngoài, đại loại không cho TikTok. Có là đại loại là mình quen trên TikTok, mình chưa gặp mặt nhưng mà người ta đã biết rõ lý lịch của mình rồi. Dạ. Yeah. Lúc ấy chị biết người ta chưa? Nó thì biết trên TikTok thôi chứ thực không sự là biết. Không biết mặt. Nhưng mà người ta lúc là biết. Tới nhà mới biết mặt là ảnh đem cô tới anh Châu mới biết mặt thật sự. Lúc ấy tóc bạc không? Sao mấy tóc bạc hết rồi? Cũng có bạc ít thôi. Theo chị nhìn bạc chị nhìn đó. Qua, nhìn bạc đó là bạc tự nhiên hay bạc nhuộm? Bạc tự nhiên. Bạc tự nhiên à? Sơ qua thôi chứ mình không. Thì ông này ngủ nhiều này, ông này gọi là hồng cầu tốt. Ông này ngủ nhiều nên tóc sáu mấy vẫn là bạc ít đúng không? Bạc ít. Ông ta nhìn tướng có ngon lành không? Ốm có 50 mấy ký thôi. Ốm như em không? Nằm ốm hơn. Ốm hơn à? Ốm hơn mà đen. Cao bằng em không? Cũng cao như cao. Nói chung qua cao khoảng 1m7. Nhưng mà mũi. Sáu mấy 1m7 cỡ đó thôi. Nhưng mà một số mũi mũi ốm. Ốm ốm nhắc cũng 5 mấy ký mà. Ốm nhắc. Ốm nhắc thì yếu, đâu khỏe được, mà đặc biệt tuổi này thì đâu có khỏe được. Rồi, hôm đó gặp cho cua lần đầu tiên. Và ông có hứa hẹn là khi nào ông lại quay lại ông ấy để. Có cho mấy lần nữa. Có cho nó tính là 4 5 lần cua. 4 5 lần cũng y như thế. Y như thế luôn. Đều về không ăn được. Tại sao chị cũng nói là em có hỏi cua ngon không, nói cua mình cũng ngại không dám nói ngon. Nó xốp. Nhưng mà sao chị cũng không chia thẳng sẻ thẳng là gia đình em, anh thông cảm gia đình em ít ăn cua. Nói chung mà hay là mình giữ ý chứ kẻ. Nói đâu chung mà thật tình thì nó thật tình con bé nhỏ nó mê cua thiệt. Con bé nhỏ nó mê, mấy đứa này không mê. Con nhỏ, trẻ thì đâu đa đúng số. Đúng rồi, nó trẻ nó mê. Là sau này nói chung là ổng đớt được tiền rồi thì không, tiền thì mình chưa nói. Dạ. Đang giai đoạn là quá là về sau là cách khoảng mấy ngày là ông lại lịch trình ông đem cua cho chị một lần. Một tháng một lần. Thế mình có hẹn là đi chơi chung với nhau không? Không. Ổng có rủ về quê ổng chơi mà được đây không đi. Không đi. Không đi tại bận việc có một cái học hành không đi.
Thế nhưng rồi... mà không về quê ông ta. Có là mình có nghe rủ nói hay về quê Sóc Trăng chơi mà không có rủ trong nhà. Nhưng có đi không? Không đi. Tại rủ về Phú Quốc chơi, đi ra Phú Quốc à, ra đi chơi thôi. Đi chơi thôi. Chứ không phải đi về nhà đặt ông ta giờ thân. Nếu mà đi thì ông đặt vé trước. Tới ngày đó xuống đó rồi ông lên vé lên tàu đi chơi chứ không chứ không phải nhà. Là đưa về nhà người ta thăm đúng, nhà. Đúng, cái trời chỗ đó là cái người thiệt tình ấy là đúng lý là người ta phải kêu chị về nhà người ta đúng. Để thăm nhà thăm cửa. Đây là tôi người thật việc thật. Chứ còn người ta không muốn là người ta vẽ ra một cái hướng khác là đi du lịch nhưng mà để làm chuyện khác. Chứ còn người ta không mong muốn là chị về nhà để biết nhà, biết cái cuộc sống mà cái cách người ta cái cuộc sống mà riêng tư của người ta. Thế nhưng mà cuối cùng là cứ như thế 3-4 lần liền. Cứ vậy thôi. Rồi, thế khi nào mình chính thức là mình gặp ông ta để đi chơi với nhau là riêng? Chưa xác định. Không, nhưng mà mình đã đi chơi với nhau, mình nói thật đi. Mình có đi chơi với nhau lần nào chưa? Có uống cà phê một lần. Uống cà phê thôi? Có uống cà phê thôi. Không làm gì? Không làm gì hết. Khẳng định? Khẳng định không làm gì hết, chỉ uống cà phê thôi. Chị nói thật đấy. Tại vì uống cà phê là anh lên xe, anh đi xe tải, anh về rồi, em, anh về. Em biết rằng chị xem em chia sẻ những câu chuyện rất nhiều. Cho đôi khi là chị có thể, nha em nói thật, có thể chị cũng hơi ngại ngại. Bởi vì em không phải là em hay nói móc nói nhưng mà nhiều khi mình muốn hỏi câu chuyện nó muốn hỏi câu chuyện nó rõ ràng để mọi người xem người ta cảm nhận được như thế nào bị lừa. Bởi nhiều người hiện nay đang rơi vào cái tình trạng giống như chị nhưng người ta chưa nhận thức được. Vì vậy em muốn hỏi rõ chị chứ không phải là em cố tình em đào sâu cái câu chuyện này là về cái chuyện riêng tư, chuyện còn cái chuyện chị có hay không là cái việc của chị. Đúng không ạ? Thế nhưng ý em đang hỏi là có là cái mối tình này quan hệ nhưng người ta có hứa hẹn là người yêu chị hoặc là hai bên có hứa hẹn nhau không? Có. Cũng hứa là có bao giờ sống với nhau hay đến nhau hay cưới không? Có nói mà điều còn chị gia đình nên nói chung là em chưa nghĩ tới chuyện đó. Em có nói thẳng luôn, nói chẳng là chưa nghĩ tới chuyện đó. Là chỉ có hẹn hò thôi. Chỉ có hẹn hò chứ còn thực sự là để có tình cảm sâu hơn nữa là nhà thì con cái đâu ấy ấy thôi ra quán uống cà phê nói chuyện nó thẳng hơn. Nó có vậy thôi. Mà 8 tháng liền mà mình không 8 tháng mà ảnh về đâu có khi 1 tháng rưỡi 2 tháng mới ghé một lần. Chứ không phải mà nhưng mà hàng ngày vẫn trò chuyện. Vặn ngày vẫn trò chuyện. Nói chung ngày nào cũng nói chuyện. Tối cũng có, tối vẫn nhắn tin, vẫn nhắn tin Zalo chứ không gọi điện. Không gọi điện. Có lúc mà tình cờ gọi điện thì tắt máy. Anh nói chiều đó, ngày đó anh ghé đây nói là giờ về Sóc Trăng, giờ về tới nhà rồi. Thì cố tình gọi điện thấy là anh không cho nghe thấy. Vậy là ông ta đang ở với người khác. Ra đúng, đi ra ngoài quán cà phê á là chuyên môn gọi điện mà quán cà phê bỗng thôi. Vậy là ông ta là này không thật. Nếu người thật người ta phải gọi lại. Thì đó, từ chỗ đó mới xảy ra. Gọi ngày gọi đêm nhưng có nghĩa là bất chợt nhưng phải chỉ nhắn tin thôi, đêm không bao giờ nào điện thoại. Vậy là vậy ông xạo rồi. Từ 9 giờ. Nhưng mà tại sao như thế mà giờ em hỏi này. Trong 8 tháng em thấy một câu chuyện rất vô lý, 8 tháng liền mà không có quan hệ sâu sắc tình cảm thể xác. Đúng không? Thì nó chưa thể là nó là yêu được, chỉ là bạn thôi. Thì không biết hay sao mà cũng về uống cà phê một lần thôi, cũng cà phê còn ngày buôn bán ông chỉ ép ban ngày thôi. Ông ghé ban ngày. Ban ngày từ ba. Ông ăn cơm, chỉ có lúc cơm không ăn được. Không ăn gì hết, không ăn. Không hề ăn cơm chị. Không ăn, chỉ ghé cho cua ngồi chơi chút xíu rồi đi về xe chờ ở ngoài kia. Xe thật. Xe mà xe đi xe tải người ta. Xe tải là xe cũng như là đi coi giang đó. Đi xe chở hàng cho khách là tôi đi hàng tôi bỏ lên anh ăn tiền công mà tôi trả tiền vậy đó. Là xe chờ ngoài kia, bây giờ cỡ xe máy đâu rồi đó, lên xe đi về luôn. Chị có thấy xe không? Không. Chứng tỏ là ông này thật. Nó là xe ở khu nghiệp ở Long An. Nó giờ đang chờ ngoài đó, tụi nó đang điện thoại thôi, giờ ông đi. Nhưng có thấy chị thấy điện thoại thật không? Nghe tiếng mẫu ra ngoài hoặc có nghe không tiếng... không ông chỉ nói vậy thôi chứ mình thực sự mình biết không biết ông nói. Có lúc thì cũng có người điện mà điện không biết vụ gì không biết mà ta đi nghe chỗ khác người ta mình đâu có để ý chị. Khi ông đến là chị á là các con chị có đồng lòng và có mụ ý hoặc có là ý kiến gì không? Như mấy bé nó tránh hết. Tránh hả? Dạ. Lý do? À, đứa lớn thì đi học bán trú, còn đứa không nhỏ nhưng mà có gặp giáp mặt không? Có gặp giáp mặt. Con chị có phản ứng gì không? Dạ không. Con chị về khi mà ông ta về thì con chị có chia sẻ với chị là ông này được và ông này không được hay là ông này ABC không? Không nói gì hết. Nói chung là con chị đặc biệt không nói gì. Không nói gì. Nói chuyện là chuyện của mẹ. Chuyện của mẹ đúng chuyện của mẹ. Nói chung là tự mẹ quyết định. Mẹ ấy. Là tự mẹ quyết định đúng không? Dạ. Vậy là 8 tháng liền là quen nhau liên tiếp. Nhưng mà từ ngày đầu tiên gặp cho cua. Và đến ngày quyết định mà ông ta lừa chị. Là khoảng mấy tháng? Đến thì lừa là lấy tiền hôm tháng 9. Từ tháng 2 tháng 9 là đúng rồi, gần cũng cuối tháng 10 là xong 100 3 triệu. 4 5 6 7 8 9. Vậy là lấy gọi là cái mẻ đấy là mẻ cắt vó luôn. Là ông bắt ấy... đầu tháng 9 là bắt đầu mở miệng ra là mượn tiền. Trước đây ấy, từ khi quen
đến cái ngày mà bắt đầu chưa mượn tiền, chưa lấy tiền là ông có bao giờ ông hỏi hoặc ngụ ý là ông đang làm ăn hoặc ông đang có thiếu tiền hoặc ông mượn tiền gì không? Ông có ngỏ ý bao giờ? Không có. Hay không hề? Không có. Lần sau gần Tết mới ngỏ ý. Vậy là ông ta mượn tiền để chị để chi? Ông nói là bây giờ này á, đất của ông á, thằng cháu ông mấy năm nay cầm cho thằng cháu ông, bây giờ thằng cháu ông không chuột thì sang năm nó sẽ không trả cho ông. Bây giờ ông mấy chiếc nhẫn ông đeo bên tay ông bán hết rồi. Chị có thấy nhẫn không? Chị có thấy nhẫn không? Về đây thì chúng mình nhẫn để ý như nhẫn như cao mình làm mà nhỏ hơn, cũng như một lần về đi nhỏ hơn được lắm, nhỏ hơn được lắm chị không? Mình có rảnh đâu có nào. Vàng thật hay vàng giả? Có biết đâu, từ nào có mua vàng đâu. Ôi biết. Ôi giời má ơi là má. Thì chiếc nhẫn cũng cũ rồi, chắc đeo cũng lâu cũng mòn rồi. Nói chung mòn. Nhưng rồi. Có phải vàng thật không hay là vàng hay là vàng giả? Nói chung là mình không để ý cái chuyện của người ta. Nói chung là mình không. Mình phải không phải. Mình phải xem ông là kinh tế thật hay kinh tế giả. Bởi vậy. Ồ, vậy là ông ta. Rồi tiền đó nó mượn thiếu, bây giờ mới đưa 200 triệu mà, mới đưa chiều 200 triệu. Giờ thiếu 50 triệu nữa. 50 triệu nữa thì bây giờ này để ông mượn Suya, cột chèo Suya. Ừ. Đó là em của ông Xui. Ừ. Rồi ông nói thôi, giờ nếu mà có tiền thì cho ông mượn đi, tuần sau ông trả. Ừ. 50 triệu. Đó, rồi cho mượn 50 triệu xong. Rồi xong ông nói mẹ ông bệnh, mẹ ông bệnh nằm bệnh viện, bây giờ ông đi bán ông không chăm được, ông mượn tiền cho anh em ổng nuôi, ổng bỏ tiền ổng có gì nuôi. Ừ. Mà mẹ ổng sống sờ sờ nghe, mà ông nói mẹ ổng cần chết. Ồ. Đó là đúng bài luôn. Rồi thêm tuần sau nữa là chiếc xe hư không có tiền. Phải chuyển cho ổng, nói cho ổng 10 triệu chuyển mua xe. Sửa xe gì mà 10 triệu? Mua xe khác, xe mua chờ sau này mua chờ 38 40 triệu á, màu xanh nhớt. Cái bản số xe có đưa là 83. Cho mà này. Ông ở chị tháng đầu tiên, có lẽ ông quen chị, không phải ở mà ông quen chị tháng đầu tiên đến tháng thứ 7 bắt đầu mượn tiền. Còn trước đây không có. Không có, không có. Bắt đầu mượn là ông ấy, ông đưa văn vào là đất đai nhà cửa để mẹ ốm mẹ thế nọ kia. Đúng. Lần đầu tiên ông hỏi mượn nhiêu? Lần đầu tiên mượn 50. Rồi, chị có bơm không? Chị có từ chối không hay là chị sẵn lòng không? Mượn tiền ông biết là biết tôi nói là đó là mẹ cũng kể là mới mượn 100 triệu để về buôn bán, không có tiền buôn mượn tiền để buôn bán. Ông nói nếu chưa cần cho ông mượn lại tuần sau ông trả. Ồ. Đấy. Thế là chị bơm luôn. Sao tin vậy? Bơm ngu. Ngu hả? Không biết sao mà mơ được. Mình đâu có ngu, mặt khôn thấy bà nó ngu giùm ngu. Đó là đưa 50 triệu xong đấy là như 100 triệu đó, như 3 lần hay 4 lần. Nhưng mà 100 triệu là mình đi mượn của người khác để về buôn bán. Dạ. Chứ không phải chủ trương đi về để mượn cho ông ta. Ông cũng biết, ông biết chính là ông. Không, em hỏi lại chị. Là 100 triệu trước khi là ông ta hỏi mượn tiền là chị đã có rồi, đi mượn về rồi. Đang để trong nhà. Dạ dạ đúng đúng. Để lấy hàng hóa để buôn bán. Đúng, để sinh nhai đúng không? Đúng. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đấy là 100 triệu là mình chưa có hoạt động. Đúng. Là ông ấy biết được hoặc là liệu có khi nào ông biết là mình đang có 100 triệu không? Lúc đó mình khoe không? Mình khoe. Ồ má ơi, trời má khôn quá. Mình nói mình cũng như mình mới cãi, mình mới cãi là mà mỡ lên miệng mèo mà. Mới đi mượn 100 triệu giờ để buôn bán. Mình ngồi ngon đây này mà mỡ thì đó này, mèo đó mà ăn thì ăn gì nữa. Làm gì có mèo nào chơi mỡ. Chưa làm thì thôi cho ông mượn tuần sau ông trả. Thế là mình sẵn lòng cho mượn. Thế mình xé cái cục thuộc tiền này lên 100 là mình xé cho 50. Xé 50 có đang ổng có mượn gì ổng đang đưa cho nhỏ nó đó. Rồi xé 50 thế là 50 nữa là bao giờ xé lốt? Thì tuần sau. Tuần sau là xé lốt, tuần sau lý do gì? Tuần sau nó mẹ ốm. Thế bao giờ thì mẹ cụ vào hòm? Ông thì có hỏi ông đó thì không biết đi ngày nào. Không biết đi ngày nào về cho thăm, quay phim truyền hình cho xem chứ. Đâu có cho đâu. Ông ấy bán cua ngoài chợ, ông ấy giao hàng, ông ấy quay phim truyền hình, anh đang bán cua vợ cua đây không? Không, ông nói đi bỏ sỉ. Bỏ sỉ là sỉ đâu, tôi xem. Ôi giời má ơi. Chết rồi. Chuẩn bị hai thứ đọc rồi má. 100 triệu giờ lớn hay nhỏ? Lớn tiếng lên, nói lớn tiếng lên. 100 triệu thì nó lớn lắm. Nếu 100 triệu chị làm là bao nhiêu tháng? 100 triệu em làm cả năm cũng không được nữa. Trời ơi. Nhưng mà mình đã được thích, đã được yêu, đã được chiều chuộng. Thế ông có bao giờ nói ngon ngọt không? Ông này nói chuyện ngon ngọt không? Không, không. Ông nói chuyện sao giống chị? Thì giờ chỉ nói chuyện thì nhắn tin cũng em rồi đòi nhà thôi, chồng đâu có. Không nói chuyện ngọt ngào. Cũng nói chuyện bình thường. Nhưng mà em hỏi thật chị này, có khi nào hai người ôm nhau chưa? Hay là đã chưa? Không, thôi thôi chứ cũng không. Nói chuyện thì vỗ vai đồ có. Chỉ này thôi. Vỗ vai đồ có nhà thôi chứ còn mình có nói thật. Không có bao giờ. Nói vậy thì có sao em nói vậy? Em khẳng định chị luôn. Không một cuộc tình nào em là 3 ngày là em phải thịt rồi. Trời ơi. Phải nha, không nha, nhấn nút. Kiếm chỗ khác. Làm không tùy như lượn luôn, bấm luôn luôn, bấm nút cho nước ở trong. Kiếm chỗ khác. Làm gì có chuyện mà đi chơi với nhau mà 7 8 tháng liền mà không có đi chơi 7 8 tháng liền à. Có là 7 8 tháng, có là 7 tháng lâu lâu gặp nhau. Là một cái tình yêu phải là rất mạnh rồi. Tới nhà thôi, cho cua rồi đi về thôi chứ không. Cho cua mà không phải ôm hôn gái thì mới là chuyện lạ. Trời. Thời bây giờ nó đâu như thời xưa đâu chị.
Thì nói này cũng cũng nói chuyện thôi, chứ nói chuyện cũng về cũng kỳ vậy thôi, không có kêu được, đây. Anh về đấy nhé. Chứ bán vậy thôi hả? Bán củ hoa rình ôm gì. Ôi giời, hôi hôi nha. Xịt xịt tí nước hoa vào thơm. Chiều em hỏi vậy thôi chứ không phải em hỏi em xin tiền chị. Em không có nhiều tiền nhưng em không thiếu tiền mà em không không bao giờ ngửa tay đi xin ai. Nhưng mình phải nhìn con mình đang khổ. Vì cuộc sống đã đổ bể rồi. Mình quen với ai đó, mình phải tìm hiểu người ta thật tình. Còn khi nghe mùi tiền, em đã đăng tải rất nhiều thông tin rồi. Yêu ai không quan tâm. Lo cho nhau vấn đề không quan tâm. Nhưng cứ nghe ngửi mùi, em ơi anh khổ quá. Em ơi cho anh mượn tiền, em ơi vay giùm anh, em ơi đứng tên giùm anh xe. Nhấn nút. Biến. Nói thẳng luôn. Chửi thẳng mặt luôn. Mày đàn ông mà đến mày nhờ tao mày vay tiền, mày yêu tao mày lừa tao chứ mày yêu mẹ gì. Mày yêu tao mà mày đến mày hỏi tiền tao. Đàn bà cũng vậy, đàn ông cũng vậy. Còn khi nào mà hai bên thực sự là tình cảm nó lớn, đủ mạnh, sống với nhau hay không không biết, nhưng có nghĩa là người ta không hỏi mượn. Nhưng mình nhìn người ta là người thật. Mà đôi khi người ta gặp một cái gì đó không may, bất chắc, mình nhìn người ta không không nhờ, mình nhìn người thực tế là người ta rất khổ, người ta đang bi đát, mình có thể mình giúp người ta. Còn nếu những người mà mình nhìn bình thường, người ta có văn vở, em ơi năm này buôn bán thất thù quá, em ơi anh mới thế nọ, em ơi mới thế kia, tôi dẹp luôn, bấm nút nhanh còn kịp. Đàn ông không thiếu, phụ nữ không không thì cũng rất nhiều. Mình không quen người này quen người khác, cứ gì mày quen cái ông tướng này, ông ấy này này là cái ông buôn cua mà hôi dình mà chỉ nói là ông hôi dình mà đến mà thì làm mà để cho mấy tiền 1.000 không cho ạ. Thôi ông thiếu tiền thì tôi cho ông 500.000, biến nhấn nút mà xóa số luôn đó, xóa số mà chặn luôn, kính chào các quý khách, thiếu gì đàn ông mà, đúng chưa? Đến giờ phút này chị thấy chị sai lầm chưa? Em nói chuyện thẳng thắn, không phải là chị về đây nhờ mà em mà em gay gắt với chị. Không, đúng chưa? Đúng, nhưng em nói chuyện rất thật. Em nói chuyện ở đây là không phải một mình chị đâu. Em nói chuyện ở đây là hàng triệu người xem. Em nói chuyện rất nghiêm túc. Không phải một mình chị bị gì đâu, còn nhiều người bị lắm, nhưng nhiều người ta không đủ cam đảm giống chị. Mà lên đây sợ mọi người lên án. Nha. Đó. Nhưng mà đây là chị thấy không? Người đàn ông hiện nay là chị nhà chị chưa biết. Cái này em đã từng gặp rất nhiều rồi. Nhà không biết cửa thì không. Thậm chí biết nhà đâu người ta còn lừa mình cơ mà. Đúng chưa? Còn không biết nhà không biết cửa. Chị đâu biết là người ta là nghề thật hay nghề giả. Ông này buôn cua gì? Ông này đi xin cua, nhặt cua, lượm rác hay xin cua chứ ông này làm gì có phải thợ buôn cua. Em nói thẳng với chị, nếu mà đã người buôn cua chuyên nghiệp mà buôn xe lớn, xe tải á, từ Cà Mau về đây á, em nói thật chị tiền không thiếu. Tiền người ta không thiếu. Em nói thẳng với chị luôn. Mà người ta chạy xe du lịch cơ. Một kèo này giao cua này, giao dịch này hàng vài trăm triệu tiền tỷ là bình thường. Chứ không bao giờ mà đi xe rách mà đến nhà hôi dình đâu. Nha. Đó, đây em chuyện nói chuyện nghiêm túc mà người ta thật thì người ta phải nói này, bây giờ anh đang ở vựa cua này, trao đổi đàng hoàng, nói chuyện bình thường. Để cho chị xem chị nói mới là thật, chị tin. Chị mới có niềm tin ở người ta, chị mới có hy vọng là sau này đây là người đàn ông mà mình sẽ chung sống. Còn người cứ áo lúc hiện lúc tắt, lúc hiện tắt thì em nói thật dẹp luôn. Em ghét ghét nhất người như vậy. Ai mà ví dụ trò chuyện với em mà cứ thập thò thò là em ghét. Nhấn nút chặn số luôn. Mình không có người này có người khác, mình không có bạn này bạn khác. Nhưng mà ví dụ như nhưng mà người ta đang có tình cảm với mình mà cứ lúc thập lúc thò lúc ẩn lúc hiện, tại sao mình phải đặt cái nghi vấn là tại sao ông ta không gọi ở nhà ông ta mà tại sao ông toàn gọi cà phê đó, hoặc tại sao ông ta mà không ăn mặc lịch sự mà ông ta ăn toàn ăn mặc rách, chẳng qua ông này đi lượm rác. Em nói thẳng với chị luôn, chị là tin người một cách 50 triệu đối với chị là vừa, nhưng đối với ông này rất lớn, ông câu con cá này là con cá to luôn ấy, coi là con cá biển ấy, thật đúng chưa? Thế vì vậy là ông ấy ta là ông lấy lần được tiền thứ hai là sau đó là ông ta có liên hệ chị nữa không? Không, không. Nhấn nút luôn. Nhấn là sói luôn. Cuối cùng là... Nói chung là nhắn tin không xem, gọi điện không bắt máy. Thế là kính chào quý khách ấy. Gọi là Việt Nam Airlines xin kính chào quý khách. 100 triệu cụ đã ra đi. 100 triệu là... Em nói là có trả là... Mày gửi lên tài khoản trả cho em trả. Ôi trời. Ta cũng đến thôi, không lấy luôn hả? Cho em nói thôi. Bây giờ nó không ấy không ấy thì để tiền đó anh để anh gửi tiền lời anh đóng cho anh ta nhờ phụ lời em cái tiền đó. Cái tháng anh nói 2 triệu chuyện nhỏ với anh mà sao anh không gửi tiền lên đó. Đóng tiền lời cũng không thấy rồi. 500 ngàn đó là lớn rồi, 200 ngàn thì có. Em làm gì có tiền mà bán tập quá mà có tiền mà đóng tiền số tiền vậy, lớp con cái đang đi học. Em đã đăng rất nhiều thông tin rồi. Đúng không? Mà chị trước đây chị em hỏi thằng kia trước chị đã từng đã xem em chia sẻ câu chuyện chưa? Có thôi, nhiều lắm ngại. Nhiều mà tại sao không tỉnh? Nhiều tại sao không tỉnh? Nhiều nhưng tại sao không không tỉnh? Tại sao không lấy đó là bài học? Mình tưởng mà mọi người có bài học của mình là bài học của người khác. Từng lại bài học người khác là bài học của mình. Trả hả? Ở đâu mà trả? Cha con còn đang lừa nhau kìa.
mẹ con đang lừa con lừa mẹ kia kìa. Đó, em mới ghi hình lên đó. Con gái một đàn con nên lừa mẹ cướp tài sản tòa nhà của mẹ đó. Thấy chưa? 95 tuổi đó, đang khóc đấy, mẹ khóc đó. Thế còn chị đây, em nói thẳng chị biết nhà người ta chưa? Ừ. Chị có biết là người ta còn vợ hay không? Nói là ông nói là ông thôi vợ rồi. Thôi thấy không? Không thấy. Sau này biết là ông còn ở người phụ nữ khác. Ông là đầy bà. Dạ. Ông lấy tiền của chị là ông ăn mặc, ông ra mua mấy bộ quần áo đẹp. Nha. Lại làm cái nhẫn hoặc là làm cái cộng dây to hoành tráng, lại mai này ông này là bố của chủ cua đây. Lúc trước là ông này chủ cua, nhưng bây giờ ông lội của chủ cua đây, răng này nha. Đúng chưa? Thế giờ tiền đấy là ông ấy đang làm gì rồi, chị biết không? Thì hôm đó ông lấy về là ông đăng lên TikTok liền. Đăng là đăng gì? Thì ông nói chúng tiền, số. Ông đưa cho con nhỏ bầu ông nhỏ là đang ở á, là đăng dạ. Lên là tiền là tình. Hai ngày sau mà nói trời tiền này của mình mà sao kỳ, sao giờ qua trang nhỏ này. Ôi trời ơi. Em biết là ông đang ở với nhỏ đó. Đẹp không? Xấu, nó xấu quá. Bằng chị không? Nó bằng tuổi luôn mà. Bằng tuổi nhưng xấu hơn. Xấu lắm. Chị là em nói thật, chị dễ thương đó. Hiền lành nhá, nhưng không ai ngờ chị gặp yêu tinh rồi. Đấy, chị là gặp đúng yêu tinh rồi. Phụ nữ nhiều khi khôn, rất khôn cô chú chị. Con gái xin tiền học hay xin tiền ăn ấy là nhứ cho 10-20 à. Đúng chưa? Em nói thật nghiêm túc đó. Sao mày xài nhiều thế? Mới đương qua 50 con mày hết thôi. Xài thôi. Tiền khó kiếm lắm. Thế mà đưa cho cả cọc tiền cho ông tướng này là không thoát được. Khi đưa tiền cho người ta chỉ có hy vọng là khi nào chuyện lấy lại không? Em cũng có hy vọng hy vọng thì em tính hy vọng thì tại nhớ còn tập sao tập. Sao còn ít vàng này sao còn nào, vàng hả này, sao còn ít rồi. Vàng này sao rồi. nhận cưới hả cưới. Nhận cưới ngoài đây thì đó ông trả em hồi đó à. Em đi thăng mà vẫn đeo bình thường. Nhưng ly hôn đi đi thân đi thân cái ly hôn luôn chứ ly hôn mà cái nhẫn này nó cũ rồi bán làm cái gì thôi. Nhưng mà sao mình không bỏ ra vẫn đeo chi vậy? Thôi tại nó có gì đâu, vẫn đeo là vẫn còn tình cảm với chồng cũ. Cả mình đã ly dị đường thì chứ nhẫn này có gì đâu, đáng là mình chứ bỏ nó đeo chi vậy? Ly hôn là hết rồi đeo chi vậy? Đem mình đó thì thế còn chỗ này sao không lại lấy lốt hả? Chỗ này thay em đâu lấy hả? Thay em đâu ta lấy tiền cho lấy chứ bám đi cũng có tiền. Dạ. Đây nè, nhẫn này cô chú anh chị mà ông tướng này ông chưa lấy hết này đó. Chị mà phải em cho chị cái quần không còn mà mặc ấy đó. Chị có thích nói chuyện ngọt không? Không. Lý do cái nào ai nói chuyện ngọt đâu mà nó nhưng mà em nói chuyện ngọt là chị có thích không? Thôi giờ sợ quá rồi. Nhưng mà bây giờ ngọt thì thích không? Không, cũng không thích. Thế bây giờ nó đắng thích không? Đắng cay gì giờ cũng không thích. Bây giờ sợ đàn ông chưa? Sợ thế mà cố nội luôn. Thề không? Thôi. Có về làm giấy cam đoan là từ đây rồi đi về sau là tôi không yêu đàn ông nữa không? Chắc làm giấy luôn á. Làm giấy làm sao? Làm giấy tôi thề không yêu đàn ông nữa. Nói to lên. Thôi thề không yêu đàn ông nữa. Chắc không? Chắc. Nếu một ngày đạp trời mà em thấy chị đi một người đàn ông khác mà hẹn hò này chị làm sao? Thì, chị làm sao? Chị thề rồi không? Nếu mà có làm sao? Hay là cá chê chú ống? Thề cái gì? Thôi, tuổi này con cái rồi nó thề gì nó mà thề? Tuổi này thì đang hồi xuân mà thề đó, thề cũng nữa. Nói thật nghiêm túc cái tuổi này là tuổi hồi xuân là tiền trong người thôi. À, các cụ nói rồi tuổi này 40-50 đổ ra là tuổi hồi xuân rồi. Lại. Có bà 70-80 còn đang lấy chồng hờ ngực kìa. Cái khác người ta khác như mình là khác mình con cái mình nó khác. Bây giờ mình chị nếu mà ơi. Ông tướng này bây giờ ông trả lại tiền cho chị. Dạ. Và ông mong muốn là xin chị bỏ qua. Và hy vọng mối tình ta lại đẹp tiếp tục và lâu lâu lại ôm một cái. Đồng ý không? Không. Lý do? Không. Tại sao? Không thích nữa. Sao không thích? Không. Trả lại tiền. Không, tiền không. Của em là của thôi, em tiền của ở đây là tiền mượn người ta là lấy em cũng trả cho người ta. Anh yêu em là anh yêu em cái người đó lừa đảo như vậy mà chưa nó chưa được trả lại đâu có lừa đó trả lại cho từ hôm đó chứ không trả mà báo công an chưa em đâu có báo đâu em sợ chết bây giờ là phải báo công an nhá hôm nay về báo công an nhá dạ. Ừ nay về báo công an anh em mới bắt được đấy bây giờ là trắng tay là 100 triệu nhưng mà ông tướng này là chắc biết mình hết tiền đúng không biết hết còn biết, tại vì em không có tiền nên còn không sao còn bó tiền đây bó gì đang ôm bó tiền đây khẩu trang đeo đi đường nắng trời chết ơi này tưởng bó tiền nữa này ngồi đây tiền. Tí này ông tiền nào rồi. Trong nhà còn tiền không không có. Còn vàng còn nhẫn còn dây không ồ bao này đâu nhiêu đáng nhiêu anh dây chuyền còn không có đeo dây chuyền đâu dây chuyền ui giời còn dây chuyền cho anh mượn anh đeo cưới bữa này thôi cụ đã ra đi chân lạnh lạnh toát luôn đây em đã từng chia sẻ rất nhiều nó không phải chị về đây mà em nói những cái câu mà nó khó nghe đâu bởi vì em nói thật là em ức chế lắm. Sai là sai cho mình đúng chưa
yêu thương thì yêu thương, nhưng mà khi nghe tiền bạc nhấn nút luôn, em thẳng nhấn nút. Mình đi hỏi mượn người ta thấy cái cách vô lý, mà đặc biệt là mình không biết là người ta công việc là gì, người ta có thu nhập hay không, và người ta đang ở đâu, và nhà người ta ở đâu, và người ta thật hay không chị cũng có chẳng biết, lâu lâu chỉ có nhắn tin qua lại thôi, còn mặt còn chưa nhìn thấy rõ các mối quan hệ chị, của người ta chị đâu thấy đâu. Đúng giờ đến giờ phút này 100 triệu là chị phải chịu đúng không? Tiền đi mượn hả? Hay tiền chị? Mượn của chị đó. Mượn chị bảo. Đó, cô chú nhìn thấy không? Mượn chị đó, nói chung là em can đảm em làm chắc ra tới mẹ không dám, nói chung không dám. Đời đắn đo tới hôm nay là này nó mới nói em. Suy nghĩ lắm rồi đúng không? Dạ, nói chung xem nhiều mà không tỉnh. Thế khi nào thì mình dự kiến là khi nào, tuổi nào mình sẽ tỉnh? Năm nay là 49 rồi, khi nào tỉnh? Bây giờ tỉnh chưa? Tỉnh. Nhớ chưa? Nhớ. Rồi. Nhớ rồi, bây giờ đọc tên ông này, nói to lên, nói lớn tiếng lên. À... ông đang ở đâu, ông mong muốn sống ấy, thì ông lại trả tiền tài sản cho tôi, ông đừng đi lừa gạt phụ nữ. Ông sống một con người như thế là không không đáng. Nói to lên, nói rồi họ tên người ta, địa chỉ của người ta lên. Anh tên là anh Nguyễn Hữu Khánh. Không có anh mẹ hết, anh em đi. Ông Nguyễn Hữu Khánh ở Sóc Trăng. Ở đâu thì số tiền mà anh mượn 100 triệu của tôi thì ông trả cho tôi. Đừng, tôi trả cho người ta. 100 triệu đúng không? 100 triệu đúng. Đưa làm hai lần. Đưa ba lần. Ba lần. Lần đầu tiên bao nhiêu? Lần đầu tiên 50 triệu. Rồi lần thứ hai bao nhiêu? Lần thứ hai là 40 triệu. Lần thứ hai cuối cùng là 10 triệu. Mua chiếc xe. Ông mua xe gì? Mua xe Bugatti Chanel màu xanh nhớt. Bản số xe thì 83. Đọc to lên. Thì bản số xe thì em không nhớ thì. Bản số xe mấy? Xanh nhớt mấy? Biển số mấy? Số 83 Sóc Trăng. 83 rồi bao nhiêu nữa? Có còn số xe không? Tí là chị đưa thông tin đi nha. Chút nữa em tôi chọn số xe sao? Rồi. Chị chia sẻ các hoàn toàn cái câu chuyện mà chị bị người này gọi là tạm gọi người tình lừa chị này hoàn toàn là đúng hay không? Đúng sự thật mà. Nếu sai thì tôi chịu trong trách nhiệm. Nha. Hôm nay anh em về Việt Chí Bình Dương đã xin phép đăng tải tất cả thông tin của giữa chị em mình nói chuyện lên tất cả trang mạng xã hội để tìm ông Khánh này. Chị có đồng ý không? Dạ. Nha, đồng ý nha. Đồng ý. Rồi, ok anh. Chị. Dạ kính thưa cô chú chị, mà đây là câu chuyện là chị gái này chia sẻ là chưa được gì. Đấy, mà được gì hay không thì chị biết, chứ còn là anh em không biết. Đó, nhiều khi anh em đào sâu quá là bị một số người chửi là phiền. Anh em không có đào sâu. Nhưng mà không hỏi hết thì nó cũng thấy là vô lý. Mọi người thấy đã vô lý chưa? Nếu phải mình nhà mình thực sự là phải công nhận là thấy vô lý rồi. Chưa yêu, chỉ là hẹn thôi, chỉ là hứa thôi, gọi là hứa thôi. Họ nhà hứa, chưa có gì sâu đậm. Người ta nói là cái kim đâm vào thịt thì đau. Thịt đâm vào thịt thì mới ói tiền ra được. Nhưng mà thịt chưa đâm vào thịt mà đã ói vào trăm củ thì mình thấy là nó vô lý. Nhưng mà thôi, tạm nghe của chị thôi, còn tin thì em không tin. Nhưng cái việc đó là chị biết nhá. Anh em đào sâu là nó thực sự nó rất phiền. Có người nọ người kia là nhiều khi là nhiều cái người ta nói tới nó đuôi vào ông này. Ông cái đào sâu, ông cái thế nọ, ông thế kia nó không hay nhá. Còn nhiều khi các cô chú anh chị nhiều khi không có xem, nhưng mà nhiều khi không cảm nhận được. Anh em rất bận, cho nhiều khi mà em hỏi chuyện chị một đằng mà chị đi một hướng là anh em không bẻ chị sang cái hướng để cái chủ đề, cái câu chuyện chị cần là cái câu chuyện đã đi rất xa, có thể là 4-5 tiếng hồ chưa xong. Vì vậy nhiều khi là nhiều người là nói là mà ôi ông này sao nói chuyện dài, cứ nhảy vào họng người ta. Đó là những người thực sự là những người đó suy nghĩ lại và hết sức thông cảm, bởi vì không phải là nhảy hay không nhảy mà để người ta đi một cái câu chuyện khác, người ta nói chuyện tự do, đâu biết người ta đi về đâu hướng nào đâu, xem người xem đâu có hiểu gì mà nói chuyện một câu chuyện mấy tiếng hồ đó, đúng không ạ? Đăng ai xem mà ai cảm nhận được. Đó nó khó, nhưng mọi người thấy rất thông cảm. Rồi cuối cuộc trò chuyện này thì em thật sự là em có nói chuyện với chị hơi gay gắt. Chị cũng cái thứ nhất là do mình, cái thứ hai là bởi vì chị đã xem rồi, chị đã từng xem em đăng rồi, cho nên chị biết rồi mà chị vẫn bị, thì em mới nói chuyện chị gay gắt như vậy. Còn những người mà chưa biết thì có thể là khác, nhưng mà thôi, đây là một bài học vô cùng đắt giá. Chị nhá. Thì hy vọng là mình về hãy cố gắng làm lại từ đầu, coi như quên thì coi như mất trộm. Còn anh em sẽ có trách nhiệm đăng tải thông tin của chị, hy vọng là sớm tìm được ông Nguyễn Hữu Khánh đúng không? Dạ. Nếu tìm được anh em sẽ giao công an, mà thực sự là ông này ông cãi thì anh em sẽ có cách để làm việc cho hỏi cãi luôn nhá. Dạ. Ok chưa? Dạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Dạ. Khổ quá. Quá khổ.